Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn trên chuyện này channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về một cái chiến thuật là mình sẽ đánh về cái con Winter Melon này bạn nhé. Và con này là một con Super Winter Melon và mình sẽ vs với con đây là dùng bot luôn ở Masu Vivan nhé. Ok, mình nhận tạm mấy cái bên kim cương các thứ đã. Sẽ thử xem nào. Ok, mình sẽ xem con Winter Melon này nó sẽ sống như nào với tiêu diệt nào được con boss này bạn nhé. Chật lắm các bạn, chật. Wow, một lượt đã thấy méo mồm con boss rồi này, bị một lúa đấy. Chưa được đấy, một cái tên con này bắn ghê đấy. Giữa này nó có cơ hội gì không? Nhưng mà mình thấy là nó bắn sợ đấy. Tại vì mình hiểu đây là cái con super này bắn một lần của nó là nó phải rơi vào đến đấy, mình nhìn ra thì nó phải rơi vào khoảng 30 viên. Bắn thế thì ai chơi thật. Chạy các bạn. Ok,
xem cái đem phương bôn làm sao rồi nhé. Ây da, đầu thì đông đông loạn rồi đấy. Xem video mình đến đây cũng kết thúc rồi các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn ở video tiếp theo nhé.